Albert Einstein, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, mất ngày 18 tháng 4 năm 1955. Ông là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn những câu nói bất hủ của ông và cùng trải nghiệm những câu nói của ông ngay chính bộ môn toán xem có điều gì thú vị không nhé. Tôi không bao giờ có được những khám phá của mình bằng những suy nghĩ truyền thống. Albert Einstein. Đây là câu nói mà mình thích nhất, bởi đúng là xét trên phương diện giải toán thì rõ ràng đã có những bài toán nếu chúng ta chỉ đi làm theo lối truyền thống thông thường thì nó rất dài, thậm chí là không phù hợp với cách thi ngày nay khi mà trắc nghiệm cần sự tốc độ. Hơn hết, việc tiếp tục giải toán theo quy tắc cũ thì bạn chỉ đang tạo ra những điều hết sức bình thường và những kết quả thông thường. Nhớ lại đề thi năm 2018 là năm khó nhất trong 5 năm thi trắc nghiệm môn toán với hai bài hình học ở câu 3742 mã 101. Ở mức độ vận dụng cao, với cách làm họa hình thông thường thì có lẽ bạn sẽ phải tốn chừng 20 đến 30 phút để giải quyết bài toán đó, hoặc thậm chí là không giải được. Nhưng bằng phương pháp tọa độ hóa vector là một trong những phương pháp mới, sẽ là một giải pháp khá tốt để giải quyết bài toán, rút ngắn được thời gian làm bài. Hãy suy nghĩ thật nhiều phương pháp giải tốt hơn cho bài toán khó để kích não của bạn phát triển, và chắc chắn với cách giải mới này, bạn sẽ thật sự cảm thấy kích thích bởi những khám phá mới mà môn toán đem lại cho bạn. Việc học là kinh nghiệm, những thứ khác chỉ là những thông tin. Albert Einstein. Việc học nói chung và học toán nói riêng là cả một quá trình dài. Nó như là một cuộc hành trình từ khi ta bắt đầu tiếp xúc với toán cho tới hết cuộc đời. Nhiều bạn khi học toán lúc nào cũng đặt câu hỏi là học toán để làm gì? Nó có ích gì không? Vậy là với bạn, nếu nó không có ích thì bạn không cần phải học toán. Nếu suy nghĩ như vậy thì bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin có giá trị cho cuộc đời bạn. Học toán là kinh nghiệm, là trải nghiệm. Có một số điều hữu ích với bạn, một số thì không. Nhưng bằng việc tiếp tục hành trình học toán, bạn sẽ bắt được những thứ giá trị nhất cho cuộc đời bạn trên hành trình đó. Chỉ những ai nỗ lực hết mình mới có thể đạt được những điều dường như là không thể. Albert Einstein. Một bài toán khó bạn không dám làm vì cho rằng mình không thể, vậy thì bạn chắc chắn không thể giải quyết được nó và sẽ không giải được rất nhiều bài toán khác nữa. Giáo viên cho bạn một bài toán và bạn không dám lên bảng làm vì bạn sợ bị sai và sợ bị bạn bè chê cười, thì bạn sẽ không bao giờ có được sự tự tin để bước vào xã hội đầy rẫy những khó khăn này được. Nhớ lại có một lần giáo viên đưa ra một bài toán chứng minh bất đẳng thức cực kỳ khó và cả lớp không ai giải được, nhưng bằng một vô thức nào đó mình đã giơ tay lên bảng để giải. Dĩ nhiên mặc dù sai, nhưng qua đó có thêm được những trải nghiệm thú vị khi lên bảng làm bài. Và qua một đêm cày cuốc thì cuối cùng cũng chinh phục được bài toán khó. Nghe thì hơi buồn cười, nhưng nếu bạn sẵn sàng gắn lấy rắc rối, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách, nỗ lực hết mình, khi đó bạn mới có thể đạt được những điều mà bạn từng cho là không thể. Luôn làm những việc đúng, việc này sẽ làm hài lòng một số người và làm những người còn lại ngạc nhiên. Albert Einstein. Câu nói này làm mình nghĩ tới một câu hỏi mà học sinh hay đặt ra cho mình, đó là nên chọn toán sư phạm hay toán khoa học tự nhiên. Nó khá giống như lúc bạn đi đến một ngã ba đường hay khi ý thức của bạn đưa ra một quyết định. Hãy chọn những điều mà bạn cho là đúng đắn nhất. Có thể bạn sẽ cảm thấy có những lựa chọn là dễ hơn và tạo cho bạn khả năng thi được vào hơn. Nhưng khi bạn biết rằng lựa chọn kia sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn trong tương lai, hoặc chỉ đơn giản đó là lời khuyên của ai đó và bạn phải làm nó, đôi khi những con đường khó khăn sẽ tốt hơn con đường nhiều người đã đi. Vậy đó, sự lựa chọn của mỗi người luôn là những ẩn số thú vị, và cách mà chúng ta đưa ra lựa chọn luôn là một hằng số bất biến để đạt tới thành công.